đá trắng huyền thoại của các phịch thủ. Bây giờ là 12 giờ đêm rồi nhưng mà vẫn còn sáng đèn cả dãy luôn. Ô lá, lá có phải lá ngón đấy không nhỉ? À lá sáng à? Cua, cua suối này. Canh cua, cái cua này mà về giá cho nó ra sáng này là số 1 luôn. Đó. Cứ ngồi mạnh mẽ mà làm sao phải đi vội thế? Để đây tí ăn nhá. Anh đi gửi đi vô đất cái xong về ăn uống cho nó. Anh ăn ngô, có ngô nóng nhá. Giờ đi rồi, nhanh chảy rồi, chẳng nó định khỏi nổ, còn lô ăn. Các anh có ăn thêm cơm lam không? Để kẻ giòn lên, tại vì mình phải nướng nóng. Mía nướng hả? Cơm lam. Cơm lam. Mía. Trọng giống mía nhỉ? Có mấy xiên. Được xiên nhá. Mấy người nhỉ? 10 người mà. Ồ, thế là 10 xiên. Thế có ăn cơm lam không các chị? Các không ăn cơm, không ăn cơm không? Không ăn cơm. Ăn thịt thôi. Ăn thịt thôi hả? Để còn hỏi em biết. Con này phải nướng lại lâu. Có chị là ăn ngô luộc, có ngô luộc nóng ngọt. Ngô luộc á? Ngô luộc á. Ngô luộc á. Đây à? Còn nó tí lên tí, tạt mế cho nó. Cái này nguội thế. Ngồi vào trong này này. Đây vào trong kia ăn ngô luộc. Cá rác nào hết rồi là cá rác đấy à? Cái rác ổng này còn rác đấy, ổng này báo nó thì. Người ta vừa mới ở đó xong này. Trời ơi. Tham lắp bóc trứng. Úi dồi. Cắn miếng à? Đâu miếng trứng đâu rồi đấy, ngon trứng. Này khoảng bao lâu thì mới được một ống ạ? Tiếng. Ủa, tiếng rồi à? Tiếng cả làm rồi. Thế cũng lâu ấy nhỉ? Đi chưa rồi anh? Châu à? Ờ, không, anh đi Điện Biên. Điện Biên, giờ bén đây. Cameraman. Cameraman của chúng ta ngày hôm nay. Ở dưới kia đang chế biến món cơm lam. Chào anh em nhớ đi. Lên đi ăn bánh nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.